chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự phản ánh xu hướng dùng thực phẩm nông sản sạch ngày càng được ưa chuộng. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Trước tiên là những thông tin thị trường chúng tôi mới cập nhật. Những năm gần đây, Giáng sinh không còn là dịp lễ riêng của người theo đạo Công giáo mà đã trở nên phổ biến rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt với giới trẻ. Đây cũng là dịp để các bậc cha mẹ có những món quà nhỏ để khích lệ, động viên các bạn nhỏ. Chính vì vậy, những ngày này, thị trường đồ trang trí Giáng sinh và quà tặng đã bắt đầu sôi động hơn nhiều. Tại các cửa hàng tại khu vực trung tâm thị xã Mỹ Hào đã bày bán rất đa dạng các đồ trang trí như quần áo, mũ ông già Noel, cây thông, chuông, các hộp quà, các loại thiếp chúc mừng. Theo khảo sát, giá các phụ kiện trang trí năm nay tăng không nhiều. Cùng với đó là nhiều loại đồ chơi để làm quà tặng cho các bạn nhỏ. Những món đồ này thì vẫn giữ mức giá ổn định tùy chất lượng. Tháng cuối cùng của năm 2020, lãi suất tiền gửi của nhiều ngân hàng thương mại đã giảm. Tại các ngân hàng lớn, lãi suất huy động giảm nhẹ khoảng 0,1 đến 0,2% tùy từng kỳ hạn so với hồi đầu tháng trước. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank đều niêm yết mức lãi suất cao nhất hiện nay là 5,6% một năm, giảm nhẹ 0,2% so với trước khi gửi tiền từ 12 tháng trở lên. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, con số này là 5,8%, cũng giảm nhẹ 0,1% so với đầu tháng 11. Tuy hiện nay lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn chưa giảm tương ứng, song các chuyên gia tài chính nhận định, thông thường khi lãi suất huy động được điều chỉnh giảm từ 0,1 đến 0,2% thì lãi suất cho vay cũng sẽ được giảm tương ứng dành cho cả khách hàng vay mới và khách hàng hiện hữu. Lãi suất giảm sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ, đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu dùng hiệu quả hơn. Mặc dù tháng cuối năm thị trường xe máy có tăng nhẹ hơn so với những tháng trước, nhưng vẫn chưa thực sự phục hồi như kỳ vọng do tác động sâu sắc của dịch bệnh. Những cửa hàng xe máy như thế này, tháng 12, lượng bán cũng chỉ tăng khoảng 20 xe so với các tháng trước đó và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của chuyên trang thống kê dữ liệu Motosalet Data, lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam năm 2020 giảm khoảng 10,9% so với năm 2019. Honda vẫn là hãng xe được nhiều người chọn mua nhất, tiếp theo là Yamaha và một số hãng khác. Các hãng xe cũng vẫn có những chương trình khuyến mại để kích cầu, mong có sự phục hồi tốt hơn nữa thời điểm từ nay đến Tết âm lịch. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây cần ăn no mặc ấm là đủ, thì ngày nay khi mức sống của người dân tăng lên, cùng với đó là thực phẩm bẩn tràn lan khiến cho nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng cao. Thực phẩm nông sản sạch, yêu cầu của thị trường cũng là hướng đi bền vững dành cho người sản xuất và hộ kinh doanh. Từ nhiều tháng nay, chị Huệ đã trở thành khách hàng quen thuộc của cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch này. Cùng với chất lượng dinh dưỡng thì yêu cầu về an toàn thực phẩm là điều được các bà nội trợ đặt lên hàng đầu khi chăm lo cho bữa cơm gia đình. Từ ngày tôi thấy là cửa hàng này bán thịt lợn sạch ấy, tôi cũng xem tìm hiểu trên mạng thì thấy thương hiệu này cũng uy tín nên tôi ngày nào tôi cũng vào đây tôi mua và về ăn cảm thấy yên tâm hơn. Quanh đây thì cũng bán rất là nhiều hoa quả. Tuy nhiên thì em cũng rất là tin tưởng lựa chọn nhãn hiệu của Home Fresh. Đấy, bởi vì thực ra là hoa quả ở đây thì rất là sạch, nguồn gốc thì đảm bảo và chất lượng thì rất là tốt ạ. Để được gọi là thực phẩm sạch thì có khá nhiều điều kiện từ sản xuất, nuôi trồng, vận chuyển, bảo quản. Nhưng với người tiêu dùng hiện nay, thực phẩm sạch được hiểu đơn giản là thực phẩm không chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh cấm hoặc vượt quá giới hạn cho phép, không chứa tạp chất, tác nhân sinh học gây bệnh như virus, vi sinh vật, ký sinh trùng. Có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ, rõ ràng, được kiểm tra, đánh giá, chứng nhận về an toàn thực phẩm. Các cửa hàng kinh doanh thực phẩm cũng dựa vào những tiêu chí đó để thu hút khách hàng. Tất cả các cái sản phẩm hay là thực phẩm mà được cung cấp tại cửa hàng này đấy thì đều yêu cầu là có nguồn gốc rất là rõ ràng và hạn sử dụng niêm yết trên bao bì cũng phải rõ ràng. Thịt ở đây là được bảo quản trong nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C và hạn chế được các cái sự phát triển của vi sinh vật. Người tiêu dùng là người quyết định sự sống còn của nhà sản xuất, kinh doanh. Việc chọn mua những thực phẩm sạch, an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình mà còn góp phần khuyến khích sản xuất thực phẩm an toàn. Chính vì vậy, sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp hay thực phẩm hữu cơ có truy xuất nguồn gốc rõ ràng chính là hướng đi hiệu quả và bền vững cho thị trường.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Ngân hàng BIDV Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.